Huyết quỷ thuật, một thứ không thể thiếu trong bộ skill của mỗi con quỷ xuất hiện trong Kimetsu no Yaiba. Dù là con quỷ lặt vặt nhất cho đến tầng lớp những thượng huyền quỷ, thì huyết quỷ thuật luôn là yếu tố tiên quyết, quyết định liệu con quỷ đó mạnh hay yếu. Và sau đây sẽ là 10 huyết quỷ thuật mạnh nhất, bá đạo nhất theo quan điểm của tôi. Còn nó mạnh và bá đạo như thế nào thì vào luôn video thôi nhé. Huyết quỷ thuật đầu tiên thuộc về con quỷ mạnh nhất, chỉ xếp sau chúa quỷ Mư Gian, cụ Kokushibo. Mục Ngọc Kiếm là tên của huyết quỷ thuật này và khác với các con quỷ khác. Khi sức mạnh phụ thuộc phần lớn vào huyết quỷ thuật của chúng, thì Mục Ngọc Kiếm giống như một gói DLC mở rộng của bộ kỹ năng Hơi thở mặt trăng. Với huyết quỷ thuật của mình, Kokushibo có thể tạo ra và điều khiển hàng tá những lưỡi liềm hình mặt trăng sắc nhọn được phóng ra từ thanh kiếm của mình. Và tương tự như các huyết quỷ thuật khác, chúng cũng được tạo ra từ máu của Kokushibo và được cho là có màu vàng sáng hoặc xanh trong tựa như ánh trăng. Những lưỡi trăng này được phóng ra vô cùng hỗn loạn, gần như rất khó để có thể đoán được hướng di chuyển của chúng. Chúng liên tục thay đổi quỹ đạo, thậm chí cho đến cả kích cỡ và tốc độ bay. Điều này khiến cho các đòn đánh của cụ nhất thuộc hàng khó đoán nhất trong số tất cả các thượng huyệt quỷ, hay kể cả kiếm sĩ. Một kỹ năng ẩn của huyết quỷ thuật này, đó là Kokushibo dường như có thể điều khiển kích thước và hình dạng của những nhát chém của mình khi được tung ra bằng kỹ thuật hơi thở mặt trăng. Tuy nhiên, việc điều khiển những nhát chém này cũng chỉ nằm ở một số giới hạn nhất định, như tăng kích thước hay thay đổi hình dạng đường kiếm khí để tấn công mục tiêu bất ngờ. Khi Kokushibo thay đổi hình dạng thanh kiếm sang dạng rẽ nhánh với nhiều lưỡi kiếm nhỏ mọc hai bên, các nhát kiếm của cụ sẽ chuyển sang màu tím nhạt thay vì màu đỏ cam thông thường. Một số chiêu thức cho thấy rõ khả năng trên có thể kể đến như Nguyệt Long Luân Vĩ hay Xuyên Diệm Trảm La Nguyệt. Nhìn qua có thể thấy, dường như huyết kỹ thuật này luôn được kích hoạt, miễn là mục ngọc kiếm được rút ra khỏi bao, thậm chí là dù không vùng kiếm, cụ nhất vẫn có thể tạo ra các lưỡi trăng để tấn công kẻ thù. Chính sự khó đoán và không nhất quán về bất kỳ mặt nào của huyết kỹ thuật này đã gây trở ngại vô cùng lớn đối với các kiếm sĩ trụ cột trong trận chiến cuối cùng tại Vô Hạn Thành. Sanemi đã phải nói rằng nếu không nhờ vào kinh nghiệm săn quỷ lâu năm của mình, chắc chắn anh sẽ không có cửa nào để có thể phòng thủ trước những món đòn thế nguy hiểm và khó đoán của Kokushibo. Huyết kỹ thuật thứ hai thuộc về thượng huyền nhị Đồ Ma. Phấn đông lạnh ban cho hắn ta khả năng điều khiển băng tuyết cực kỳ mạnh mẽ. Hắn ta có thể tạo ra băng và băng giá từ máu thịt của mình và có thể sinh ra nó ở bất cứ đâu trong vùng lân cận, cũng như điều khiển nó theo ý muốn, cho phép hắn ta tung ra các kỹ thuật băng cực kỳ mạnh. Ngoài ra, băng được tạo ra từ huyết quỷ thuật của hắn cũng vô cùng nguy hiểm đối với những người hít phải nó, khiến các tế bào phổi của nạn nhân bị đóng băng, sau đó là hoại tử và khiến họ không thể thở nhanh được. Băng và băng giá của hắn cũng được ghi nhận là cực kỳ lạnh, thể hiện khi không khí xung quanh đủ lạnh để khiến phổi của Shinobu như thể sắp nổ tung và gần như đóng băng cơ thể và môi trường xung quanh Kanao chỉ khi tiếp xúc với nó. Huyết kỹ thuật này đủ để Doma đánh áp đảo cả Inosuke và Kanao cùng một lúc nhờ vào những chiêu thức mang tính hủy diệt cao như Mạn Liên Hoa hay Khô Viên Thủy. Và chiêu thức tạo nên tên tuổi cũng như là bộ mặt của cả bộ huyết kỹ thuật này là Sương Băng Thụy Liên Bồ Tát, gần như đã đá vào đít của cả Inosuke và Kanao, cho nên phấn đông lạnh của Doma sẽ ngạo nghễ có mặt trong danh sách này. Kế đến vị trí thứ 3 thuộc về Anh Liêm Akaza, là con quỷ mang tình người nhất dưới trướng Mư Gian khi không ăn thịt đàn bà. Tuy vậy, huyết quỷ thuật của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Nó có tên là bành trướng lãnh địa. Nó có tên là thuật thức triển khai phá hoại sát, một loại huyết quỷ thuật cho phép hắn ta đấm nhau cực căng với bất cứ ai mà hắn chạm mặt. Huyết quỷ thuật của Akaza xoay quanh võ thuật kết hợp với việc điều khiển sóng xung kích hủy diệt và võ thuật theo trường phái phá hoại sát mà hắn thành thạo khi còn là con người. Sóng xung kích mà hắn điều khiển xuất hiện với màu xanh lam nổi bật và có thể biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như áp suất không khí gần như vô hình, sóng xung kích giống như năng lượng tròn hoặc gai nhọn hình khẩu pháo. Hắn có thể tạo ra chúng theo ý muốn từ mọi khoảng cách và dường như bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của hắn. Khi bắt đầu trận chiến, Akaza sẽ kích hoạt thuật thức triển khai và bắt đầu xuống tấn. Lúc này dưới chân hắn sẽ hiện ra một vòng tròn hình bông tuyết. Đây là một thế tấn đặc trưng của môn võ phá hoại sát. Trong trận chiến với Viêm Trụ, Akaza đã hoàn toàn ép Viêm Trụ bằng một loạt các đòn sóng xung kích tầm xa, khiến anh phải tìm mọi cách áp sát hắn. Nhưng đó lại hoàn toàn là mục đích của Akaza, khi hắn là một dân chơi thiên hoàn toàn về cận chiến tay đôi. Những đòn sóng xung kích của hắn vô cùng nguy hiểm, khi có thể gây sát thương lớn lên cả một trụ cột, làm gãy xương sườn và thậm chí là cả nội tạng bên trong. Một thành phần không thể thiếu và dường như là cốt lõi của huyết kỹ thuật này chính là La Châm. Đây là một dạng kỹ thuật nâng cao nhận thức và xúc giác lên một tầm cao mới, giúp hắn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh trên một phạm vi 360 độ quanh cơ thể, thậm chí còn giúp hắn cảm nhận được chiến ý của đối thủ. Nhưng có lẽ tính năng vượt trội nhất của La Châm
chính là có thể giúp Akaza khai thác điểm yếu của kẻ địch chỉ bằng một cái nhìn. Hắn có thể xác định điểm yếu, huyệt đạo, đánh giá sức mạnh tổng thể, phán đoán đòn thế tiếp theo hay vị trí di chuyển của mục tiêu, miễn là nó bên trong tầm phủ sóng của La Trầm. Với đống thông tin hữu dụng khổng lồ như vậy và với tư duy của một võ sĩ lành nghề lão làng, Akaza có thể áp dụng chúng một cách hoàn hảo vào các đòn tấn công hay chiến thuật của mình, thậm chí là tiến hóa và thích nghi với chính mục tiêu xuyên suốt một cuộc chiến. Huyết kỹ thuật thứ tư thuộc về thượng huyền tứ Hantengu, mang tên phân chia cảm xúc. Huyết kỹ thuật của Hantengu cho phép hắn thể hiện cảm xúc của mình như những bản sao trẻ hơn của hắn. Mỗi bản sao nhân cách hóa một cảm xúc cốt lõi, có thể được xác định bằng chữ kanji trên lưỡi của chúng. Những bản sao này đều có ngoại hình, khả năng và vũ khí khác nhau, với sức mạnh cá nhân của chúng ít nhất phải ở tầm cỡ thượng cấp và tất cả đều có vẻ giống như một Hantengu trẻ hơn. Những cảm xúc được thể hiện là giận dữ, vui sướng, buồn phiền, vui vẻ và oán giận. Khi hợp thể tất cả bốn cái lại thì sẽ sinh ra một bản thể mới mạnh nhất với chữ kanji mang nghĩa hận thù. Với bản thân Hantengu có chữ kanji có nghĩa là sợ hãi được khắc trên lưỡi của mình. Có nghĩa là Hantengu có thể điều khiển những bản sao này theo cách mà hắn ta thấy phù hợp. Như khi hắn kiểm soát cơ thể của Urami để giết một nhóm thợ rèn kiếm sau khi hắn bị chặt đầu. Ác làng thợ rèn chính là nơi mà hắn ta đã thể hiện năng lực và huyết quỷ thuật của bản thân khi bón hành cho Tanjiro, Nezuko, Genya và cả luyến trụ, nên sẽ khá dễ hiểu khi huyết quỷ thuật của con quỷ đa nhân cách này sẽ nằm ở đây. Tất nhiên, mỗi một nhân cách của Hantengu còn có riêng cho mình huyết quỷ thuật của riêng chúng, nhưng mà trước đây tôi cũng đã làm một video khá chi tiết về từng nhân cách và kỹ năng của chúng rồi, nên xin phép được hỏa tốc lướt qua thật nhanh cho các bạn được biết nha. Đầu tiên là Sekido với khả năng thao túng sấm sét thông qua cây trượng của mình. Tiếp đến là Karaku với khả năng tạo ra những cơn gió lốc chỉ bằng một cái phẩy nhẹ từ chiếc quạt ba tiêu hàng pha kè. Aizetsu thì không có gì nhiều ngoài con hàng to, dài và nhọn của mình, nhưng được cái là có thể tăng kích thước chiều dài của ngọn giáo lên dường như không giới hạn. Urogi thì được cái có cánh và chân chim nên là biệt bày. Huyết kỹ thuật của hắn cho phép hắn tung ra những đòn sóng âm cực ảo diệu, đủ để làm Tanjiro phải chảy máu từ hốc mũi và hốc tai. Zohakuten thì là hợp thể của các nhân cách trước đây, nên được cái là có thể dùng hết tất cả những skill kể trên. Hơn nữa, nhân cách này còn có mộc độn của Hokage đệ nhất đến từ làng lá, bằng cách gõ vào những chiếc trống sau lưng hắn. Một số ví dụ điển hình như thao túng thảm thực vật, triệu hồi ra những con mộc long siêu to khổng lồ. Cuối cùng là Urami, không có gì mấy nổi trội, nhưng cũng có khả năng bắn sóng âm từ mồm giống Urogi. Huyết quỷ thuật thứ 5 thuộc về thượng ngũ Gyoko, có tên là Ngư Hồ. Huyết quỷ thuật của Gyoko xoay quanh những chiếc bình sứ của hắn. Hắn có thể tạo ra chúng ở bất cứ đâu trong vùng lân cận của mình và tạo ra nhiều chiếc bình có kích cỡ khác nhau cùng một lúc. Gyoko có thể dịch chuyển tự do từ bình này sang bình khác ngay lập tức, bù đắp cho việc thiếu chân và cho phép hắn di chuyển quãng đường xa mà không tốn nhiều công sức, cũng như né tránh các đòn tấn công một cách dễ dàng. Gyoko cũng có thể nhốt bất kỳ thứ gì vào bên trong bình của mình. Nếu vật hắn ta muốn nhốt lại quá lớn thì hắn chỉ cần nén chúng lại để nhét vào bên trong. Phần lớn sức mạnh của nó đến từ việc Gyoko có thể triệu hồi và tạo ra các loài sinh vật biển khác nhau từ bình của hắn. Các sinh vật này đều vô tri và hoạt động dựa theo chỉ thị của Gyoko. Mỗi một loài sẽ có một số hình dạng và đặc tính khác nhau, như một số có thể bắn gai độc hay để lại bãi độc sau khi chết. Một số có răng nanh hay gai sắc nhọn ở vây. Hơn nữa, chúng cũng rất khó để bị tiêu diệt nếu phần bình trên lưng của chúng không bị phá hủy. Gyoko còn có thể triệu hồi những con thủy quái lớn hơn như bạch tuộc để trói buộc và cầm chân nạn nhân, hay những con cá vàng có chi là lưỡi liềm để tấn công kẻ thù. Một điểm cần lưu ý nữa về bộ huyết kỹ thuật này là nó cho phép Gyoko triệu hồi và điều khiển nước từ bình của hắn. Hắn có thể bắn nước ra ở áp suất cao, tạo thành những tia nước sắc nhọn cắt xuyên qua vật thể, hay những quả cầu nước để nhốt mục tiêu chết đuối bên trong. Ở trận đấu làng thợ rèn với Hà Trụ, hắn đã thể hiện tổng cộng 5 chiêu thức gắn liền với huyết kỹ thuật của hắn, bao gồm Nhất Mặc Ngư, Không Hoạt Cốt Niêm, Thủy Ngục Bát, Sao Hổ Địa Ngục, Ngư Sát Trận Lâm, Thiên Bổn Ngư Sát Trận Lâm, và đã khiến cho Hà Trụ phải bật cả ấn diệt quỷ lên thì mới hạ gục được hắn. Thực ra thượng huyền ngũ thua không hẳn là do hắn yếu đâu, mà đơn giản là do hắn chưa subscribe cho kênh Anime Rewind đấy. Tôi thấy nhiều bạn xem video của kênh mà chả ai subscribe gì cả. Thế nên là hãy là một fan gương mẫu, ủng hộ chúng mình một like, một subscribe và ấn vào cái nút chuông thông báo rồi chọn tất cả để luôn được xem những video mới nhất nhá. Cảm ơn các bạn. Huyết kỹ thuật thứ 6 thuộc về hai anh em nhà Thượng Lục. Tuy anh em nhà họ đồng hạng, nhưng theo lời Mư Gian hay theo luôn cả quan điểm cá nhân của tôi thì chỉ người anh Gyutaro mới xứng đáng với vị trí Thượng Lục, còn đứa em Daki thì chỉ là kẻ đi bộ vút dâu hôi cúp của anh mình mà thôi. Huyết kỹ thuật của cả hai cũng đã chứng tỏ rõ cho sự chênh lệch sức mạnh của cả hai anh em. Khi Daki thì huyết kỹ thuật của cô khá yếu,
Khâu dẫn đai của Daki cho phép cô tạo ra các thắt lưng Obi có hoa văn từ da thịt của mình, cũng như tự do điều khiển chúng theo ý muốn. Nhìn sang bên phía anh trai của cô là Yutaro thì đó là một trời một vực, khi anh thậm chí được đánh giá là sẽ còn vươn xa hơn cái chức thượng lục nếu không bị vướng chân bởi người em của mình. Huyết kỹ thuật của Yutaro là huyết liêm, cho phép hắn ta điều khiển máu của chính mình theo nhiều cách khác nhau. Hắn được chứng minh là có thể tạo ra chúng từ thịt hoặc từ những vết thương hở trên cơ thể, hoặc giải phóng máu theo ý muốn từ tĩnh mạch của mình. Trên lý thuyết thì Yutaro không bị hết máu như khả năng phục hồi mạnh mẽ, mang lại cho hắn ta một nguồn máu gần như vô tận để cung cấp năng lượng cho các kỹ thuật của mình. Trong chiến đấu, hắn thường tạo ra những dòng máu hình liềm đồng đặc, sắc bén như những lưỡi kiếm, có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh để tấn công đối thủ. Yutaro có khả năng tự do điều khiển những vết chém máu này theo ý muốn, thay đổi chuyển động của chúng cho đến khi chúng trúng đối thủ hoặc tạo hình chúng theo ý muốn. Hơn nữa, liềm máu của hắn còn được phủ một chất độc chết người. Hắn ta dễ dàng cân cả Tanjiro và âm trụ cùng một lúc và đã suýt thành công tiêu diệt cả hai người bọn họ khi biến âm trụ thành thương binh liệt sĩ và đẩy Tanjiro nhà ta đến giới hạn. Nói ngoài lề một chút thì đây là cặp đôi quỷ bị khó chặt đầu nhất, vì khi muốn tiêu diệt được cả hai thì các kiếm sĩ trong sát quỷ đoàn buộc phải chặt đầu cả hai con quỷ cùng một lúc. Nếu chỉ chặt được một con thì cả hai vẫn còn sống sót. Huyết quỷ thuật thứ 7 khá ngạc nhiên khi lại thuộc về một hạ huyền. Tuy nhiên, sức mạnh của hạ huyền này lại không tầm thường một chút nào, đó chính là cương mịch của hạ ngũ Rui. Huyết kỹ thuật của Rui cho phép hắn tạo ra những sợi tơ mỏng không thể phân biệt được từ chính da thịt của mình và điều khiển chúng theo ý muốn. Các sợi chỉ được kéo dài từ đầu ngón tay của hắn, biến hắn trở thành không khác gì một nghệ sĩ múa rối. Nhờ độ bền từ xác thịt của loài quỷ, những sợi chỉ Rui điều khiển cũng bền và sắc bén không kém. Độ ngọt có thể nói là ngang với Nhật Luân Kiếm, thậm chí là có thể chặn các đòn tấn công từ chúng. Rui có thể tăng cường sức mạnh và độ bền của chúng hơn nữa bằng cách truyền máu của mình vào các sợi chỉ, khiến chúng mang màu đỏ của máu. Huyết kỹ thuật của Rui đã được bộc lộ một cách xuất sắc thông qua chính người sở hữu của nó, bằng cách tận dụng môi trường để tạo ra hàng loạt đòn tấn công hoặc răng sẵn trong một khu vực rộng lớn để bẫy con mồi như mạng nhện. Ở trận đấu khi Rui đối mặt với Tanjiro, hắn đã cho thấy sự áp đảo của mình về sức mạnh và gần như có thể giết chết một Tanjiro còn non trẻ ở thời điểm đó. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn chỉ là cấp hạ huyền, và đen hơn nữa còn gặp phải anh Thủy. Nếu Rui không ngỏm sớm như vậy thì tương lai việc Rui leo lên cấp thượng huyền với bộ huyết quỷ thuật này là hoàn toàn có thể. Huyết quỷ thuật thứ 8 thuộc về em gái quốc dân Nezuko. Là con quỷ duy nhất kháng được ánh sáng mặt trời và cũng là số ít con quỷ theo team loài người chống lại loài quỷ, bộc huyết của Nezuko cho phép cô đốt máu của mình thành ngọn lửa màu hồng theo ý muốn. Ngọn lửa của cô có một đặc tính đặc biệt khiến chúng chỉ gây hại cho quỷ, đồ vật thuộc về quỷ và huyết quỷ thuật, trong khi hoàn toàn vô hại với con người và các đồ vật khác. Những ngọn lửa này có thể cản trở sự tái sinh của những con quỷ khác, thể hiện khi vết bỏng của Daki mất nhiều thời gian để lành hơn so với những vết thương khác gây ra bởi những người khác. Huyết kỹ thuật của Nezuko cũng có thể vô hiệu hóa chất độc của Kyutaro để cứu Inosuke và Tengen khỏi cái chết. Ngọn lửa của cô cũng có khả năng tạm thời biến thanh kiếm Nichirin thành màu đỏ tươi, tăng sức mạnh cho các đòn tấn công do chúng gây ra. Một nhược điểm của huyết kỹ thuật của Nezuko là việc sử dụng nó quá mức có thể khiến cô ấy buồn ngủ. Tiếp đến, chúng ta có hạ huyền nhất Enmu với huyết kỹ thuật mang tên ảo mộng. Huyết kỹ thuật của Enmu ban cho hắn khả năng ép bất cứ ai vào giấc ngủ sâu. Hắn có thể thực hiện điều này bằng nhiều cách khác nhau, một số cách tinh vi hơn những cách khác, nhưng tất cả đều khiến kẻ thù của hắn vào thế bị động và không thể chiến đấu. Một khi đã bị Enmu đưa vào giấc ngủ, nạn nhân không dễ dàng gì có thể tỉnh dậy, thậm chí phải mất rất nhiều công sức mới đánh thức được nạn nhân. Như khi Nezuko húc đầu vào Tanjiro khá mạnh nhưng không đánh thức được anh trai. Tuy nhiên, trạng thái giấc ngủ của hắn không hoàn hảo, vì Enmu cần phải tránh xa các thợ săn quỷ vì sợ rằng cơn khát máu của hắn có thể đánh thức họ. Còn lại thì hắn ít thận trọng hơn nhiều với các mục tiêu là con người bình thường. Tuy ảo mộng đủ sức mạnh để gây khó dễ với những tay kiếm non nớt như Tanjiro, Zenitsu hay anh In, nhưng khi phải đối đầu với viêm trụ thì sức mạh này không bõ bèn gì để gây khó khăn cho Rengoku. Tuy nhiên, ở trên mới chỉ là một phần đầu trong bộ huyết kỹ thuật của Enmu. Phần đáng sợ thực sự nằm ở khả năng xâm nhập, điều khiển và thao túng giấc mơ của bất cứ ai đã bị hắn ru ngủ. Một khi đã triển khai kỹ thuật này, nạn nhân của hắn sẽ được trải nghiệm những giấc mơ ngọt ngào, hạnh phúc tùy vào tiềm thức hay ký ức của mỗi người. Một đặc điểm dễ thấy nhất chính là những giấc mơ này thường khai thác những phần ký ức liên quan đến những trải nghiệm đã từng khiến nạn nhân bị tổn thương về tâm lý, những phút yếu lòng trong quá khứ và thay đổi chúng lại theo mong ước muốn được trở lại, làm lại của nạn nhân. Chính vì vậy, những giấc mơ nạn nhân trải nghiệm đều vô cùng chân thực,
đến mức họ không thể phân biệt được, dụ dỗ họ chìm sâu hơn vào một thế giới giấc mơ, nơi thực tại bị thêu dệt lại theo đúng khao khát của họ, khiến họ bị kẹt trong mộng ảo. Chính những trải nghiệm này càng giúp Enmu có thể dễ dàng thao túng tâm lý của nạn nhân, thúc đẩy họ phải làm theo sự sắp xếp của hắn để được trải nghiệm lại giấc mơ hạnh phúc hão huyền đó. Song song với việc có thể ban cho những giấc mơ hạnh phúc, thì huyết kỳ thuật của hắn còn có thể giúp Enmu cấy vào đầu nạn nhân những cơn ác mộng kinh hãi, đủ để tạo nên những tổn thương về tâm lý, và thậm chí có thể được hắn dùng như một dạng tra tấn, một thứ hắn vô cùng đam mê khi sử dụng lên con người. Tuy nhiên, không phải cái gì cũng hoàn hảo, ngay cả những giấc mơ của huyết kỳ thuật này cũng vậy. Chính vì những giấc mơ hoàn hảo quá mức bình thường, nên những nạn nhân với sức mạnh ý chí kiên cường, hay những kẻ đã biết chấp nhận điểm yếu hay những tổn thương của bản thân để bước tiếp, có thể nhanh chóng nhận ra được ảo mộng của Enmu là không có thật và dễ dàng kháng cự lại huyết kỳ thuật của hắn. Mặc dù có thể nhận ra bản thân bị kẹt trong giấc mơ, nhưng việc thoát khỏi nó và tỉnh dậy vẫn không hề dễ dàng. Minh chứng rõ ràng nhất chính là ở Tanjiro, khi cậu phải tự mình chết đi sống lại nhiều lần chỉ để có thể thoát khỏi ảo mộng của Enmu, đủ để cho thấy không phải ai cũng có ý chí sắt đá như Tanjiro để có thể thoát khỏi sức mạnh của huyết kỳ thuật này. Một đặc điểm khác nữa của ảo mộng còn ở việc nó giúp Enmu tiếp cận được đến vùng tiềm thức của nạn nhân. Một khi đã thâm nhập vào được giấc mơ của nạn nhân, Enmu có thể di chuyển tự do trong vùng không gian này. Vùng không gian giấc mơ không hề vô tận, ngược lại nó bao bọc lại theo dạng hình cầu với nạn nhân nằm ở trung tâm, và phần rìa xung quanh là một bức tường. Bức tường bao bọc giấc mơ này có thể gọi là một đường biên. Nó rất khó để có thể phân biệt bởi nó phản chiếu lại quang cảnh giấc mơ hiện tại của nạn nhân. Một khi chạm đến vùng đường biên, Enmu có thể cắt một lỗ để thoát ra khỏi vùng không gian giấc mơ để đi đến vùng không gian tiềm thức của nạn nhân. Vùng không gian tiềm thức này phản chiếu lại bản chất và tính cách của nạn nhân. Ví dụ như Tanjiro là một vùng trời trong xanh đến vô tận, thậm chí nó còn mang lại cảm giác ấm áp và an toàn cho bất cứ ai đặt chân tới đây. Tuy nhiên, tại đây tồn tại một vật thể được gọi là lõi tâm linh. Nếu thành công phá hủy nó, toàn bộ tâm trí nhận thức của nạn nhân sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại phần xác vô hồn, không sống cũng chẳng chết. Có một lưu ý khác, khi đi vào vùng tiềm thức của nạn nhân, tâm trí người tiến vào sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi vùng tiềm thức này, dẫn đến một số kết quả tích cực lẫn tiêu cực tùy vào vùng tiềm thức đó. Ví dụ như anh chàng bị Enmu ép trở thành tay sai của mình đã thâm nhập vào vùng tiềm thức của Tanjiro, nhưng sau đó đã bị nó cảm hóa bởi sự an toàn ấm áp nó mang lại, từ đó mất hết ý chí để phá hủy lõi tâm linh của Tan. Đây cũng là một lý do khiến cho Enmu luôn cử một kẻ khác đi vào vùng tiềm thức của nạn nhân thay vì chính bản thân hắn ra tay. Huyết kỳ thuật cuối cùng là của tên chúa quỷ Muzan. Dĩ nhiên do hắn là chúa quỷ nên hắn sẽ là tên sở hữu huyết kỳ thuật mạnh mẽ nhất. Bên cạnh các khả năng và sức mạnh thuộc hàng vô địch thiên hạ ở bộ truyện này, hắn cũng là một trong những con quỷ không thể bị chết bằng cách chặt đầu mà chỉ có thể đem ra phơi nắng. Huyết kỳ thuật của Muzan là độc nhất, với tên gọi tôi chưa biết dịch ra như thế nào cho hợp lý, nên tạm gọi nó theo tên khoa học tiếng Anh là Biokinesis. Nói đơn giản, chính là khả năng cho phép Muzan thao túng cơ thể của chính mình theo mọi cách mà hắn có thể nghĩ ra. Đây chính là thứ đã khiến hắn sống dai dẳng đến tận giây phút cuối cùng tại Vô Hạn Thành. Đây là một khả năng vô cùng bá đạo, cho phép Muzan không chỉ thay đổi cơ thể của mình về mặt hình dạng sinh lý thông thường, mà còn là biến đổi trở thành bất kỳ ai hay người nào mà hắn muốn, không kể giới tính. Tất nhiên, khả năng thao túng xác thịt của quỷ là cái gì đó quá đỗi phổ thông đối với loài quỷ rồi. Nhưng riêng Muzan thì đã đưa nó lên một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn, xứng danh chúa quỷ. Riêng về khả năng biến đổi ngoại hình, chúng ta đã được chứng kiến trong cuộc họp của các hạ huyền trước đó, khi hắn xuất hiện trong hình dạng của một người phụ nữ trưởng thành, đánh lừa ngay cả những hạ huyền đã phục vụ hắn lâu năm. Ngay sau đó, hắn đã biến dạng cánh tay trái của mình thành một con quái vật gớm ghiếc với đầy đủ mắt miệng và các chi để hấp thụ những hạ huyền vô dụng. Sau đó hắn tiếp tục chuyển sang một dạng đứa trẻ, thậm chí còn thay đổi màu mắt của mình khi đang nói chuyện với Akaza. Khả năng này của hắn còn cho phép hắn thao túng cấu tạo sinh lý của cơ thể, giúp hắn có đến tận 7 trái tim và 5 cái não khác nhau trong cơ thể. Đây có thể là lý do chính khiến hắn trở nên vô cùng trâu bò trong các trận chiến trước đây, giúp hắn có thể tái sinh và tồn tại dài dẳng đến như vậy, đồng thời có thể chịu được việc bị chém mất đầu từ một thanh Nichirin. Nếu những phần nội tạng này bị tiêu diệt cùng một lúc, cơ thể của Muzan chắc chắn sẽ bị suy yếu đi đáng kể, làm giảm khả năng phục hồi và thao túng sinh lý của bản thân hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một con bài tẩy, đó là tự phát nổ và tách bản thân mình ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ để thoát thân. Hắn sau đó có thể thu hồi các mảnh này lại và phục hồi lại cơ thể ban đầu của mình. Trong trận chiến tại Vô Hạn Thành, Muzan đã biến đổi thành một cái kén bằng thịt nhằm loại bỏ chất độc bị tiêm vào cơ thể từ trước bởi Tamayo,
và sau khi thoát ra khỏi cái kén, hắn mang trên mình một hình dạng mới còn ghê tởm hơn trước, khi toàn bộ cơ thể là những cái miệng nhằm hấp thụ các kiếm sĩ để hồi phục thể lực. Trong hình dạng này, Mư Gian còn có thể mọc ra vô số các chi cứng lẫn mềm, vô cùng sắc nhọn để tấn công các kiếm sĩ. Những chi này có thể mọc ra từ khắp nơi trên cơ thể của hắn, thậm chí có cả miệng riêng nhằm hút lấy mục tiêu và kéo họ lại vào tầm tấn công của chúng. Mư Gian còn biến phần bụng của hắn trở thành một cái miệng quái dị, với khả năng bắn ra những đòn sóng âm hủy diệt. Sức mạnh từ huyết quỷ thuật của hắn còn cho phép hắn tạo ra và thao túng những con rối từ chính xác thịt của mình. Ngay đến cả khi đã bị ghim bởi Tanjiro, sức sống mãnh liệt của Mư Gian vẫn vô cùng khủng khiếp. Hắn khiến cho xác thịt của mình phồng rộp lên đến mức mang hình dạng của một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ, nhằm bảo vệ cơ thể chính khỏi ánh sáng mặt trời thiêu rụi. Hình dạng này dù là một dạng chống chế phút cuối, nhưng nó không hề yếu một chút nào. Khi sức mạnh vật lý và sức bền là trâu bò kinh khủng, có thể chịu lực đâm của hai chiếc xe ô tô, thậm chí là một tay phá nát chúng dễ dàng. Đồng thời có thể chịu lực đẩy của nguyên một chiếc tàu điện được đẩy bởi cả một quân đoàn Kakushi. Rồi ngay cả khi nham trụ của các Kakushi trói hắn bằng xích, vẫn chưa gọi là ăn thua. Và đó là 10 huyết kỹ thuật mạnh nhất toàn bộ series Kimetsu no Yaiba. Và xin lưu ý thêm một điều là đây là video về liệt kê chứ không sắp xếp. Thêm cả sẽ có nhiều bạn thắc mắc về huyết kỹ thuật của anh Tan ở trận chiến cuối cùng. Thì mình xin lưu ý do nó có quá ít thông tin và thể hiện chưa được rõ ràng và cụ thể nên mình xin phép không cho nó vào danh sách này. Liệu bạn có đồng ý với video này hay không? Hay còn những huyết kỹ thuật nào mạnh mẽ khác mà các bạn nghĩ rằng xứng đáng góp mặt trong đây? Thì đừng ngần ngại mà hãy đóng góp ý kiến ngay dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!